mình cùng các con yêu quý. Các con ơi, chúng mình có biết sắp đến ngày gì sự ước nào? À, đúng rồi, sắp đến ngày Tết cổ truyền của bên các con ạ. Và trong ngày Tết cổ truyền có một loại bánh rất là đặc biệt đấy. Chúng mình có biết đến nhà loại bánh gì không? À, chúng mình rất là giỏi đúng không nào? Đó chính là loại bánh trưng để dâng lên ông bà tổ tiên đấy các con ạ. Và hôm nay cô Thủy mang đến cho chúng mình một bức tranh cũng liên quan đến loại bánh này đấy. Và bây giờ chúng mình hãy nhìn lên xem đây là bức tranh gì thế nào. À đúng rồi, đây là bức tranh về chiếc bánh trưng đấy. Và chúng mình hãy nhìn xem nào, đây bức tranh có hình gì đấy nhỉ? À chúng mình rất là giỏi đúng không nào? Bức tranh có hình vuông, chúng mình nhắc lại một câu nào, hình vuông. Chúng mình nhắc lại một lần nữa nhé, hình vuông. Chúng mình rất là giỏi đúng không nào? Bây giờ các con hãy quan sát kỹ nhé. Chúng mình hãy quan sát xem bức tranh có màu gì nhỉ? À đúng rồi đấy các con ạ, bức tranh có màu xanh. Chúng mình đọc lại cùng cô nhé, màu xanh. Chúng mình đọc lại một lần nữa nào, màu xanh. À, các con rất là giỏi đấy. À bây giờ chúng mình có muốn tô bức tranh giống cô Thủy không nào? Để tô được bức tranh như thế này thì rất mong các phụ huynh ở nhà chuẩn bị cho các con những vật dụng như sau. Trước tiên các bậc phụ huynh hãy chuẩn bị cho các con một bức tranh vẽ về bánh trưng, hai bút màu để cho các con thực hiện nhé. Để thực hiện được bức tranh này thì chúng mình hãy quan sát thật kỹ xem cô Thủy đô mẫu trước nhé. Trước tiên để thu được bức tranh thì tư thế ngồi của chúng mình thì lưng thẳng này, đầu hơi cúi, tay phải chúng mình cầm bút. Và chúng mình cầm bút bằng ba đầu ngón tay các con nhé, đó là ngón cái này, ngón trỏ và ngón giữa. Còn tay trái thì chúng mình hề bức tranh để cho bức tranh không được xê dịch các con ạ. Và bây giờ cô và chúng mình cùng chọn màu nhé. Chúng mình chọn màu gì để tô cho bức tranh nhỉ? À, còn cô Thủy thì cô Thủy chọn màu xanh để cho tô cho bức tranh này đấy các con ạ. Nào, chúng nhé, chúng mình hãy tô ở bên trong của chiếc bánh. Và chúng mình tô làm sao này cho thật khéo léo để không trường màu ra ngoài các con nhé. Trên này xuống dưới và từ trái sang phải đấy các con ạ. Và chúng mình cứ giữ màu như vậy lần lượt cho đến hết bức tranh nhé. Cô Thủy đã hoàn thiện xong bức tranh rồi đấy. Chúng mình thấy bức tranh có đẹp không nào? Vừa rồi cô Thủy đã hướng dẫn chúng mình tô màu chiếc bánh trưng rất là đẹp rồi đúng không nào? Và chúng mình ở nhà, chúng mình hãy nhờ ông bà, bố mẹ chuẩn bị bức tranh như thế này để chúng mình tô thật là đẹp giống cô Thủy để tặng ông bà, bố mẹ nhé. Và bây giờ cô Thủy xin kính chúc các bậc phụ huynh có một năm mới an khang thịnh vượng, chúc các con chăm ngoan học giỏi. Cô Thủy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong giờ học sau nhé.